Sumovietviet.vn bán ít nhất quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Việt sẽ chơi tình hình ma quái mờ gần ga. Không hiểu tại sao là khi pick mờ ga, mọi người lại bảo thằng kia pick mờ ga làm cái gì. Có làm cái gì được cho team đâu mà pick. Cái này là không hiểu tại sao luôn nha. Mình xài độc ghê như thế này, độc thấm gọi là cực kỳ thốn, máu lại hồi cực kỳ nhiều. Và mờ ga rất mạnh thời điểm cuối game, cộng với việc khi vị tướng này đi cùng team khỏe cực kỳ. Thế mà tại sao lại không làm gì cho team nhỉ? Bơm máu, rút độc tướng địch, slow kinh khủng như vậy. Thế thì hôm nay Mô Việt sẽ dùng mờ ga để đánh cái trận quyết định đến cao thủ lịch của bạn Kiên nha. Không biết có được hay không đây, nhưng mà cứ được cái bùa đỏ của Linith là Linith đã thọt rồi các bạn ơi. Linith thọt rồi. Và bây giờ chắc chắn thì mình sẽ có con rồng để lợi thế đầu tiên nha. Làm thế nào để kéo dài lợi thế thì các bạn hãy xem Mô Việt chơi mờ ga phong cách cướp rừng. Ê kìa, quyền vương hơi sai rồi nha, quyền hương hơi sai, quyền vương chết chắc rồi. Khi đánh mờ ga anh em nên kết hợp đòn đánh thường. Chính vậy bảng ngọc của mờ ga các bạn nên một chút ngọc tốc đánh để các bạn đánh nhanh hơn và tích lũy lại nhiều hơn và đánh thốn hơn nha. Đây, mình sẽ sang ăn hộ bạn Linix cái bùa đỏ tập 2. Tập 1 là bạn VDS, tập 2 là mờ gần gà nha. Mình xin Câu này là vị tướng pháp sư, top 1 pháp sư thời điểm mùa 1. Rất nhiều anh em thách đấu danh SS hồi đó là sử dụng để đeo rank thách đấu. Hồi đó không thách đấu mà hồi đó rank SS anh em ơi. Rank cao thủ là rank S. Còn rank tinh anh là rank A. Đó là rank được chia thành ABC, S. Bây giờ cao thủ thách đấu rồi. Thách đấu bây giờ hẳn là hơn 1.000 sao. Cực kỳ ghê. Không hiểu anh em đeo kiểu gì. Hơn 1.000 sao. Kinh khủng cực kỳ. Có lẽ là rất nhiều bạn búp bẩn hay là dùng cái trò gì đó để chỉ có vài phút một trận đấu thôi. Bơm máu cho Nycroft này. Khi đánh mờ ga mình thường nâng đều hai chiêu. Như vậy thì mình vừa tối ưu khả năng là gây độc lên tướng địch và hồi máu cho đồng đội. Cái này thì bé Alice lên bản đánh số này. Độc thấm vào tận răng. Cực kỳ đau nha. Không được đâu. Nếu các bạn nào chưa biết chơi mờ ga nên trang bị phù hiệu bảng ngọc như nào thì tất nhiên hôm nay mình sẽ tiện thể nói với anh em. Thực ra đây là vị tướng có tỷ lệ thắng khá là ok, hơn 51% tỷ lệ thắng. Hơn 51% tỷ lệ thắng mà top 1 tỷ lệ thắng chỉ có hơn 53% tỷ lệ thắng thôi. Hình như là 53 phẩy mấy. Nói chung là tỷ lệ thắng rất là tốt nha. Nghĩa là mờ ga các bạn kéo về late game là các bạn chắc chắn là thắng đi cùng team auto win. Cứ thả độc rồi lên đầu tướng địch này. Đồng đội mà khống chế được tướng địch các bạn ném cái chiêu một vô. Đấy, đủ 5 dấu ấn các bạn giật chiêu cuối. Vừa giật độc tướng địch sốc đam, vừa hồi máu cho đồng đội cực kỳ tốt. Thôi xong bạn. Bạn quyền vương tập 2 rồi. Đã còn dính chiêu cuối của Gindo thế này. Siêu Việt. Để cho tình hình mà quái mờ ga. Tất nhiên điểm yếu của mờ ga là khả năng kém cơ động. Vì vậy mình sẽ sử dụng cái bổ trợ tốc hành. Và thứ hai là không khả năng khống chế cứng, chỉ còn làm chậm thôi. Nhưng mà các bạn lên được cái triệu băng sớm thì làm chậm rất là ghê nha. Của đấy Nagrod mờ nhảy ra này vào là kiểu gì có mạng Alice rồi. Ok, dọn lính thật nhanh này. Các bạn là dọn lính nhanh thì rất đơn giản, làm chiêu 1 2 phát giật chiêu cuối, kết hợp ném thêm chiêu 2 nữa.
ăn trụ này, ăn trụ đi VS ơi, áp lực ăn trụ nào. Ui tôi tiếc ghê, tôi tẹo nữa thì cũng có thể phá trụ rồi, không cần quá vội anh em ơi. Bây giờ mình hết sạch mana này, con này cũng hao mana phết bởi vì mình ném skill liên tục. Đầu tiên bà Ngọc cho mở ga thì mình dùng như thế này này, Ngọc đỏ đó là Ngọc công phép và chuyển sang phép chắc chắn rồi. Bà Ngọc tím mình sử dụng bà Ngọc tốc đánh tốc chạy 5 viên và 5 viên hút máu phép, và các bạn cũng có thể sử dụng tốc đánh tốc chạy 10 viên. Và Ngọc lục thì sẽ sử dụng bà Ngọc tốc đánh và xuyên giáp phép nha. Phú hiệu và trang bị các bạn theo dõi ở bên dưới như mọi khi. Hỏi thăm cái bùa tập 3 của bạn, để không biết tập 3 hay tập 4 đi của bạn đi nít. Có vẻ là không thích ăn bùa ở đây, bị ép nãy giờ không được nhìn thấy cái bùa nào thì dừng khi bạn đánh kiểu gì đây. Đó cách mà chúng ta có thể ép để dễ dàng giành chiến thắng nhá. Cướp sạch sành xanh dùng tiền bạn, khi mà dùng tiền bạn chỉ cần thoa một chút xíu thôi. Mơ ga là vị tướng có khả năng thủ bùa và cướp bùa rất là tốt khi điều đội, bởi vì con tướng này nó vừa hút máu này, vừa hồn máu này, vừa rút độc cực kỳ ghê. Nó kiểu là sát thương theo thời gian chứ không phải đánh sốc đam anh em ơi, nên đánh kiểu nhây nhây cực kỳ tốt nha. Thành ra là cái build đồ của mình ý, mặc dù là toàn đồ phép thôi nhưng mà có thêm giáp này, có thêm máu đa rất nhiều trong mờ ga. Alice kìa bạn ơi, hay Alice nên bản điểm số, sau đó là Lindit cùng là ít với nhau. Chết cùng nhau luôn. 8-0 rồi. Trận đấu này team bạn không có cửa bật, bởi vì deck game là MG rất là khỏe. Valet cũng cực kỳ khỏe luôn. Team bạn có Triệu Vân, nhưng mà Triệu Vân gặp MG vừa MG tốc hành là không có cửa đâu anh em ơi. Mình xin mạng nữa này, truyền thuyết này. Ok team mình lại còn có Gindu ấy chứ. Cái game đánh là easy, Gidu hoàn toàn khắc chế được bạn Heate nhá. Wow. Cái pha sử dụng chiêu cuối tốc biến hơi vô lý của bạn Quyền Vương. Mình không hiểu là bạn ấy làm gì luôn. Ok, có bùa xanh rồi. Thơm rồi anh em ơi, hay. Cái đu trực cuối hay quá. Mạng thứ 6 dành cho MG. 12-0 rồi, hình như đây là một trận đấu perfect game anh em ơi. Đấu đánh lên úp đánh cao thủ mà dễ như thế này thì ai cũng nên được rồi. Đấy, anh em chỉ cần áp dụng cái lối chơi của MG là đi cùng đồng đội là các bạn sẽ rất là khỏe nha. Rồi, mình xin Ahihi mạng thứ 7. Ở trận này mình cảm thấy là easy của hả? Bảo sao MG thì đã thắng khá là tốt, mặc dù bị khá nhiều anh em kỳ thị do là hơi đồ, nhưng mà nếu mà đi cùng đồng đội thì cực kỳ có lợi nha. Đó, các bạn thấy rất độc ghê chưa? Ép cũng cực kỳ tốt với chương 1 đấy. Đánh tượng. Wow. Ôi thôi, xong bạn hè tè rồi. Bây giờ tầm chiêu của chương cuối mình thấy khá là ok. Rất là xa và các bạn hoàn toàn có thể tiêu diệt tướng địch từ xa rất tốt khi bị dính độc nha. Thôi, xong bạn Triệu Vân lốt nè. Wow. Đấy, không ai choáng Triệu Vân, nếu choáng thì quá tốt rồi. Wow, lên luôn anh em ơi. Lên cao thủ rồi. Lên. Ok, thôi, té. Game dễ của anh em ơi, 15-0. Ok, như vậy video clip mộ Việt chơi MG, cảm thấy MG vẫn rất là ok nha. Vẫn rất là ok, đeo rank ổn, vũ tướng pháp sư đứng giữa ổn các bạn ơi. Và cái build đồ mới chắc chắn là rất là khỏe cho MG.
subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.